Hello quý anh chị, hôm nay bên Đạt mới mua được cái xe nó lạ lắm, Fortuner nha, remote không phải remote khóa lắm, hôm nay remote từ nè. Xe nó nổ luôn quý anh chị, có đèn nổ từ xa luôn, cũng là Fortuner luôn, nhưng mà Fortuner này lạ quá, đèn nổ từ xa luôn nha quý anh chị. Rồi giới thiệu với anh chị một chút, đây là một xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, được sản xuất vào năm 2017 nha quý anh chị. Xe mang một cái nước sơn màu trắng, biển số cá nhân tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Hiện tại mới cập bến bên Toyota Hiroshima Tân Cảng đẹp luôn, nên là vẫn chưa có làm đẹp gì hết đó, thì sau clip này thì bên này sẽ tiến hành làm đẹp nha. Rồi để Đạt quay lại coi mẫu xe này có cái gì mà độc đáo như vậy nha quý anh chị. Thấy có đèn nổ startup từ xa thấy ghê ghê rồi đó. Rồi thì hiện tại mẫu xe này thì đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán với mức giá là 752 triệu nha quý anh chị. Với mức giá 752 triệu và xe được sản xuất vào năm 2017 nữa thì vẫn được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay nha quý anh chị. Đó, đăng kiểm và phí đường dài quý anh chị cũng mới xem đó, còn rất là dài luôn nha quý anh chị. Bốn lớp xe còn rất là mới. Và hiện tại xe mới đi được khoảng là 75.000 cây thôi. Đó, được trang bị là hai bi cầu phía trước nè quý anh chị. Hai bi cầu phía trước, chỗ này thì anh chủ anh dán lại nha anh chị, dán đề can lại. Và xe cũng được trang bị là camera 360 độ nè quý chị, xe lên và đồ chơi thì miên man luôn nha quý chị. Đó, camera 360 độ đây. Đó, lớp xe nè quý chị, lớp xe này thì được anh chủ anh thay bốn lớp mới luôn vào năm 2021 đây, đỡ chi phí với anh chị mình thay lớp mới nha, bốn lớp xe 2021 đó, xe mới về bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mình đẹp thôi, nên là cái gọc nó vẫn còn rất là dơ nè. Cái phần trên xe á, phần cái mua xe thì anh chủ anh dán đề can lại nè quý anh chị, dán đề can đen lại. Xe mới về mình đẹp thôi, mình nhìn chiếc xe nó đẹp ghê rồi chứ. Bánh xe á, mâm xe thì được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp nè. Rồi để đặt mở ra là coi khoang nội thất có cái gì nha, hơi bị nhiều thứ trong này cho quý anh chị cùng khám phá luôn nha. Rồi đầu tiên thì cái vấn đề về keo chỉ thì quý anh chị an tâm, những cái mục này đã được bên Đạt kiểm tra trước khi bên Đạt mua về rồi, cam kết quý anh chị là sùng chỉ không cấn đụng gì hết nha. Đó, xe chưa từng bị ngập nước thủy kích, quý anh chị có thể thấy không, xe mới về mà người chủ cũ người ta giữ xe rất là kỹ luôn, xe 2017 nè quý anh chị, nhập khẩu Windows, người chủ cũ người ta giữ rất kỹ luôn nha quý anh chị. Xe được trang bị là ghế da màu nâu đó. Thì xe này á thì hiện tại Đạt cũng đã kiểm tra xe thử một chút xíu, thì cái cột phần côn này nó hơi nặng, nên là bên Đạt sẽ cho tiến hành là làm lại côn nha, cho về quý anh chị đi cho nó nhẹ nhàng êm ái. Rồi xe hiện tại mới đi 75.000 cây số thôi nè quý anh chị. Đó, những công tắc nút bấm trên xe còn rất là đẹp rồi quý anh chị. Đó, màn hình Android nha. Đó, các xe này ngày xưa Đạt nghĩ là biển số tỉnh 77 quý anh chị đó, nên đẹp đó. Xong bây giờ người chủ người ta thay lại biển số, người ta mua về 60 người ta thay lại, nên là trên màn hình này vẫn còn biển số 77 nè. Đó, thì qua đó quý anh chị cũng có thể biết đó, là xe này qua hai đời chủ nha. Xe thì cũng được trang bị cái loa sub nè quý anh chị, loa sub đây nè đó, nghe nhạc chắc bá cháy một chét luôn, cần số đây. Xe thì 2017 cũng được trang bị là hai chế độ lái nha, Eco và Power, xe rất là đẹp luôn. Được cái trần này á, anh chị ảnh thay ảnh bọc cái trần lộ của quý anh chị, nó nhìn nó cũng rất là đẹp luôn đó nha. 75.000 cây số, bốn lớp thay mới luôn nha quý anh chị, xe nội thất rất là mới luôn. Xe này mà chạy dịch vụ là cũng không có nghĩ xe này đã từng trải qua dịch vụ đâu quý anh chị. Lốp rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, lốp này xài vô tư miên man luôn. Đây là quay lại cái gầm cho quý anh chị cùng tham khảo nha. Đó, gầm còn rất là đẹp nha. Đó, tem mát vẫn còn. Gầm này thì bên Đạt cho tiến hành rửa ra thôi thì rất là đẹp luôn. Lớp sơ cua vẫn còn rất là ok nha. Rồi phần bên sau nè.
cốp thì vẫn chưa có dấu hiệu ra nè quý anh chị. Đó, đồ nghề thì vẫn còn đầy đủ hết nha. Đó, đồ nghề đây, 7 chỗ rộng rãi thoải mái luôn. Sáng nay mua về chạy gia đình thôi nha quý anh chị. Mâm này cũng vậy nè, còn rất là đẹp luôn. Bây giờ 4 mâm thay mới cũng hết 10 triệu rồi quý anh chị. Mua xe cũ mà tiết kiệm được 10 triệu cũng rất là ok luôn nha quý anh chị. Cái trần này là thấy trần rất đẹp luôn quý anh chị, trần lộn nè. Mặc dù nhìn nó có vẻ là đụng vô chắc nó dơ á, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Xe này thì nước sơn á thì là cũng kiểm tra qua rồi, thì xe cũng có sơn dặm lại cũng khá nhiều rồi, nên là quý anh chị đừng có quan tâm quá về cái vấn đề mà sơn zin còn bao nhiêu phần trăm nha. Xe zin bên ngoài đó là nghĩ là cũng sơn hết khoảng 70-80% rồi đó, còn những cái phần còn lại ở trong xe thì nó vẫn là sơn zin nguyên xị, nguyên thủy nha quý anh chị. Đó, để là mở phần khoang máy này là quay lại phần khoang máy cho quý anh chị mình tham khảo chút xíu nha. Và thêm một cái đặc điểm nữa là xe được dán cách âm nguyên xe luôn nha quý anh chị. Đó, chẳng hạn như là nắp carbo nè, dán cách âm nè, ngay trên này nè, cửa đồ cách âm rồi, nghe tiếng rất là khác luôn. Đó, quý anh chị thấy ghê gớm không? Xe